Cái chê này đặc biệt cái chê chợ nha cô chú chị. Chê chợ. Chê nào mà to lắm á thì 3-4 kg một con để đi lên á thì người ta mới lấy hồ câu cô chú chị ạ. Còn cái chê này cái chê chợ không à. Quá trời luôn. Nhìn đã ghê không cô chú chị. Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh kéo cá hồ câu giải trí của em nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi quay cá chê cô chú anh chị ơi. Bữa nay đổi món nha cô chú anh chị. Không có bắt cá hồ câu nữa nhưng mà bắt cá chê nha. Bữa nay cá chê nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Cái ao này 60 tấn cá chê nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy cái túi đó ghê không? Quá trời luôn. Giờ em sẽ quay từ đầu mấy anh em vô cá như thế nào nha cô chú anh chị. Đó, mấy anh em kéo lưới từ bên kia về. Từ bên kia về xong rồi mấy anh em mới vô đây tại vì còn muốn rút ngắn cái video lại cô chú anh chị. Thì em sẽ quay lúc mấy anh em chuẩn bị đổ túi cá ra thôi chứ không quay từ đầu mấy anh em kéo nha. Tại vì video còn làm thì nó hơi ngắn á. Thì còn không có quay từ đầu nha cô chú anh chị. Đó là bắt cá đây rồi cô chú anh chị. Nhưng mà phải lấy xe Honda tải rồi kia. Có chê không à? Cá chê này cũng có số cá chê mà ta cũng đi câu được cô chú chị, ở con 4-5 kg á thì em đi câu được nhưng mà là số ít nha cô chú chị. Quá trời cá chê luôn. Cá chê này đặc biệt cá chê chợ nha cô chú chị. Chê chợ. Chê nào mà to lắm á thì 3-4 kg một con đi lên á thì người ta mới lấy hồ câu cô chú chị ạ. Còn cá chê này cá chê chợ không à. Quá trời luôn. Nhìn đã ghê không cô chú chị. Ao này nhiều nước lắm cô chú chị mà người ta hút cạn rồi. Có mấy cái ống nước ở trên đó người ta hút cạn bớt hết rồi. Thì cá chê phải cần nước cạn mới bắt được hết cá nha cô chú chị. Cá nó đi leo câu rồi lưới ra quá trời luôn rồi. Giờ này mấy anh em đổ túi ra nha cô chú chị. Đổ túi cho cá nó về trên kia. Cá chê này thì dễ cái túi đó dễ đổ lắm cô chú chị. Đổ cái chạy ra thôi. Tôi có mấy con cá cha trong nữa kìa. Quá sát chê luôn. Chê đẹp nha cô chú chị. Nè toàn cá chê chợ không à. Chê mọc ú. Thì em thường là quay em chia sẻ cho cô chú anh chị là các loại cá nha. Có cá hồ câu, có cá chợ, có cá công ty, có. Tạt tạt cho nó miếng nước. Có cái anh áo đỏ kia sớm giờ là chưa ướt quần luôn, mới có ướt ống quần thôi, chưa ướt lên tới lưng quần. Anh cứ bơ bơ bơi trên bờ không à. Anh là đội trưởng, đội dân tổ trưởng, tổ dân phố á. chuyên gia đi khám con nhà người ta không à. Con gái nhà tao. Đó là em nói vui thôi nha cô chú vậy. Tại vì mấy anh em làm mấy cái này á, ngâm nước thì lạnh lẽo với lại cực á. Thì có gì em hay pha một cái câu hài hước vô chổng nha cô chú vậy. Chứ không có vậy đâu nha. Cá chê mà gì đặc luôn cô chú vậy. Cái dèo này không mấy tấn. Này kéo một mẻ này là phải mấy tấn nè. Ít nhất là phải từ 3 tấn là ít. Nhiều lắm. Chỗ này đầu này là bắt cá nha cô chú chị. Cá chỗ này nha. Bắt cá gốc lưới này. Chung là nhắc lưới vô là bắt cá thôi cô chú chị. Chê quá trời cái chê. Thôi không ăn cả này đâu. Cái này nè. Cái chê này người ta nuôi người ta cho ăn thịt không nha cô chú chị. Bởi vì nó to, nó mập mập, nhìn béo đã lắm. Cá chê mà nó dày đặc luôn cô chú chị. Dày nhìn kinh luôn. Có mấy con cá cha to ghê, 3-4 kg á cô chú chị. Giờ là chuẩn bị mấy anh em máy xong rồi mấy anh em ngắt lưới vô bắt nha. Bắt cá đầu này nè cô chú chị. Nó đầu này nè. Đầu này đưa lên bờ. Giờ cái này là ép lưới vô rồi cô chú chị, cắt ra từng khúc, bắt từng khúc nha, từ đoạn vậy nha, chứ không có bắt nhiều được cô chú chị, không có đưa vô hết được nha. Đưa vô hết nó nặng một phần nó nhiều quá không bắt hết được. Cá này xúc đổ vô bao cô chú chị. Đây giờ xúc đổ bao nha cô chú chị. Đổ bao chở đầu xe. Có phải bắt từng con đâu sao? Rồi đâu giờ phép ta.
Hôm nay tải cá hơi xa cô chú chị ạ. Gần gần thì nhanh nha, tải cá xa nó mất biết bao nhiêu thời gian, mất thêm người nữa. Tại vì thêm người phải chạy chạy xe Honda đi tải, tải ra rồi khoảng hơn 100m, 100m á. Tải ra xe lớn, bỏ xe lớn mới được cô chú chị. Đặc biệt ở đây nuôi cá chơi không cô chú chị. Bởi vì cá chơi không có được mấy cá cha nè. Mấy cá cha này của người ta bắt ao khác ta thả qua cô chú chị. Hơi to. Cá cha là chủ ao người ta để lại người ta nuôi chơi cho cô chú chị. Xa ghê không? Ôi trời ơi. Chạy ra đây nè. Rồi chạy luôn rồi. Chạy luôn rồi. Có mấy cá cha nè cô chú chị. Mọi con cha này đẹp nè cô chú chị. Hai chị mấy á. Nhìn đỏ. Sao? Vô. Ít thôi, 2 phần bao được rồi. Rút kiệt 2 đổ đầy bao luôn à. Đặc biệt là hôm nay em quay cá chê không nha cô chú chị. Cá chê không có cá gì nhiều, chỉ có một hai con cá cha rồi cá chê tượng nha. Cá chê tượng cho để lại nuôi lại tiếp, nuôi chừng nào con 5-7kg bắt luôn vô xuống. Bởi bơi bơi thôi. Đầy quá nên nó tràn rổ trên luôn. Tại vì đường hơi xa cô chú chị. Đường hơi xa là mới bỏ vô cái bao á, đưa lên xe mới chở lấy xe Honda tải ra xe lớn. Chứ không mà nếu mà đường gần gần thì mấy anh em mà xúc vô rổ thôi. Xúc vô rổ rồi lên trên là lựa thôi. Lựa căng thôi cô chú chị. Còn này xa quá. Cô chú chị nghe tiếng xe phải mấy xe Honda tải đi. Tải ra ngoài kia nha. Tại vì chỗ này mùa mưa thì xe lớn không vô được cô chú chị ạ. Mùa nắng thì xe lớn mới vô được. Hai rổ là đầy bao. Đây là xịt đái luôn. Này phải đinh từ bao lên vậy nha cô chú chị. Lên trên bờ rồi bắt đầu đưa xe Honda vô. Phải. Mang cái da cái chép luôn. Đầy bao luôn. Chiếc cây đổ đầy luôn. Chạy đủ đồ hả? Đổ quá đầy.